tại Radio Mến Chào các bạn Hôm nay là ngày thứ 2, ngày 13 tháng 6 năm 2022 à, Sau đây là phần tin trong nước à, Đầu tiên thì từ ngày 1 tháng 7 thì lương tối thiểu chính thức ở Việt Nam của mình sẽ sẽ tăng lên ha Tùy theo cái vùng à, mà nó sẽ có cái mức lương tối thiểu theo tháng khác nhau Ví dụ như lương ở vùng 1 theo cái tăng mới nó sẽ lên là 4 triệu 680 ngàn đồng một tháng còn ở cái vùng 4 là 3 triệu 250 ngàn đồng một tháng à, cái mức lương này thì nó tăng bình quân là tính ra là khoảng 6 phần trăm có nghĩa là ở vùng 1 đó là tăng được thêm 260 ngàn đó còn vùng 4 thì tăng thêm là 180 ngàn Tuy nhiên thì các bạn cũng cần biết rằng là cái lương tối thiểu vùng như thế này đó thì không phải vùng nào tỉnh thành nào nó cũng giống nhau đâu nha Ví dụ như cái 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 mức lương mà cao nhất đó là bốn triệu sáu ngàn một tháng đó thì nó cũng chỉ có ở một số cái thành phố lớn thôi, tỉnh thành lớn thôi. Ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh nè, Hà Nội nè, Hải Phòng nè, Bình Dương, à, Bà Rịa Vũng Tàu, à, Quảng Ninh. Rồi ở trong ở trong các cái tỉnh thành đó, đó, các cái thành phố và các quận huyện nó cũng khác nhau nữa. chứ không phải là là quận huyện nào nó cũng có cái mức lương tối thiểu giống nhau đâu. Cho nên là ví dụ như những người mà lao động công nhân mình làm đó. À, ở một cái tỉnh nào đó ví dụ như là làm ở Bình Dương đi nhưng mà cũng phải tùy 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 thành phố tùy thị xã tùy huyện nữa. Thấy à, tuy nhiên thì cái vấn đề mà lương tối thiểu ở Việt Nam là cũng là một cái bài toán rất là khó hơn một cái vấn đề đau đầu. À, tại vì à, lương tối thiểu thì phải tính được là cái chuyện là đảm bảo cho cái, cái cuộc sống tối thiểu của của người lao động mà mình thấy đây hiện nay ví dụ như tính cái lương tối thiểu như vậy nhưng mà À, sau đó phải có các cái thu nhập khác này nọ thêm vô nữa thì mới trang trải được cái mức sống à, Trong khi đó thì ở các nước thì khi mà người ta tính cái mức lương tối thiểu đó Thì chỉ cần lương thôi thì cũng đã sống được tối thiểu rồi à, Ví dụ như ở Pháp hiện nay là từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 đó Người ta điều chỉnh lương tối thiểu xong thì hiện nay à, lương tối thiểu là 1302 à, euro một tháng đó Tính ra một giờ làm là được khoảng 8,58 euro cái tiền mà bỏ túi có nghĩa là trừ đi các cái khoản đóng bảo hiểm xã hội đóng các cái khoản này kia rồi đó thì bỏ túi là 8,58 euro một đồng thì với một cái mức sống người lao động 1 ba một tháng ở Pháp thì sống sống được ha sống đủ như là các cái điều kiện sống rồi các cái trang thiết bị trong gia đình nói chung là điều kiện sống tương tất. Um, ở Việt Nam của mình cái lương tối thiểu này là nó khó nha tại vì nếu mà điều chỉnh một phát lên đó thì rất là khó cho ngân sách tại vì hiện nay mình có một cái cái lực lượng mà hưởng lương ngân sách rất là lớn cho nên là nếu mà điều chỉnh cái lương tối thiểu này thì cũng là rất là khó. À, một cái thông tin tiếp theo đó là cũng gây cái cái khó khăn cho cho các cái ngân hàng, à, thấy các ngân hàng bắt đầu lên tiếng rồi tại vì à, mới đây thì Bộ Công an à, đang có một cái dự thảo một cái nghị định gọi là về về định danh đó thì đang soạn thảo cái nghị định này mà, mà trong cái nội dung đó nó có cái phần là nôm na là các cái tổ chức mà cung cấp dịch vụ định danh khách hàng điện tử nó gọi là EK đó KYC là Know Your Customer là phải cũng là yêu cầu các cái thông tin của khách hàng cung cấp à, nhưng mà bây giờ thay vì cung cấp cái bản giấy thì là cung cấp có thể là qua à, qua trực tuyến đó À, ví dụ như bây giờ mình mà mở tài khoản ngân hàng hay là mình mở tài khoản công ty chứng khoán à, thì mình đâu có à, đâu có cần phải đến ngân hàng nữa đâu đúng không? Mình có bây giờ nó có công nghệ xác minh thực luôn rồi. có nghĩa là mình chỉ cần có cái camera mình chụp hình cái khuôn mặt của mình để nhận dạng, sau đó chụp hình cái giấy tờ tùy thân của mình, cung cấp các cái giấy tờ chứng minh nơi ở của mình khác đồ này nọ xong thì là ok, đấy là KYC, làm cái eKYC. Nhưng mà cái này thì các ngân hàng làm thì người ta có cái trách nhiệm của họ là họ đã ràng buộc trong các cái luật điều phối chi phối rồi ví dụ như là luật của các cái tổ chức chức tín dụng hoặc là luật về phòng chống rửa tiền vân vân thì cái trách nhiệm làm rồi thì thì mắc gì mà bộ công an phải thêm cái này nữa thì thật ra thì cái này nếu mà ai biết chuyện thì cũng đều biết rằng là cái này thì những cái mà cứ quy định nhét vô như thế này là một cách để mà nó một cái hình thức nó giống như là giấy phép con thôi À, mà cái vấn nạn giấy phép con ở Việt Nam của mình là một thời gian đã, đã đã xử lý đã giảm rồi nhưng mà cứ giảm xong một thời gian nó lại đẻ ra thêm. À, thông tin tiếp theo đó là về các cái công ty mà đa, đa quốc gia ha, công ty toàn cầu mà nó thực hiện cung cấp cái dịch vụ xuyên biên giới đặc biệt là các cái dịch vụ về số hóa à, thì cái thông tin mới đây từ Bộ Tài chính cho biết rằng là à, riêng mà Facebook với Google nó nộp thuế cho Việt Nam mình là 3867 tỷ đồng chiếm 3 phần tư đó có nghĩa là 70, 75 phần trăm tổng số thuế mà mà các tổ chức tại Việt Nam nộp thay cho nhà thầu nước ngoài à, tại vì thường các bạn biết rằng là đối với một cái đơn vị nước ngoài một doanh nghiệp nước ngoài nào đó mà khi mà cung cấp dịch vụ ở Việt Nam đó thì phải chịu cái thuế nhà thầu thường là 5 phần à, trăm thì như vậy là phía đối tác trong nước là thường là phải giữ lại và sau đó là nộp thay nhà thầu là nộp cho cho chính phủ của mình À, thì cái phần này thì Facebook và Google nó nó ha, tại vì cái Google nó nộp nhiều nhất là quảng cáo đó và nó qua cái YouTube nữa và các quảng cáo Google Ads của nó tuy nhiên thì có cái thông tin cho rằng đây là cái phần nổi thôi à, phần nổi của tảng băng chìm tại vì thật ra doanh thu của các cái tổ chức này rất là lớn và có có một con số một bài báo đưa ra là à, chỉ là 15% thôi thất thu tới 85% thuế à, cái này thì mình thấy là à, đang thiếu cái cơ sở mình nói rằng là Uh, họ 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 không đóng thuế nhiều thì cái này là cũng cần phải thêm có thêm các cái cái luận chứng thêm tại vì mình nói ra như thế thì mình phải có thêm các cái bằng chứng các cái luận chứng nữa tại vì thường là các cái tập đoàn lớn thì vấn đề về pháp lý họ rất là cẩn trọng những cái tập đoàn mà càng lớn đó họ càng quan tâm đến cái vấn đề về pháp lý nó gọi là compliance đó như là phải tuân thủ các cái quy định pháp luật tại vì họ sẵn sàng bỏ ra rất là nhiều tiền để không bị À, bị kiện hay là bị phát sinh rắc rối đến vấn đề pháp lý tại vì đối với họ cái cost cái chi phí về vấn đề pháp lý đặc biệt là cái cost về về reputation về, về về danh tiếng rồi kiện tụng đồ này nọ thì nó rất là lớn cho nên là mình nghĩ rằng là các các cái tập đoàn đa quốc gia như là Facebook hay Google này nọ Netflix này nọ thì Amazon thì họ họ sẽ sẵn sàng làm thôi. Mà tại vì sao? Thật ra thì cái tiền này cũng là tiền của người tiêu dùng trả thôi mà chứ đâu phải là họ trả đâu. Họ tính vào trong cái giá thành rồi. Cho nên là nếu mà ví dụ như chính phủ các nước trong đó có Việt Nam của mình à, yêu cầu là phải nộp thuế thì họ chỉ cần à, tăng cái cái giá bán lên thôi. Cái giá cuối cùng mà người mua phải trả thôi. Đấy thì cái này thì có lần kinh tài radio cũng có chia sẻ với các bạn rồi. Người ta căn cứ vào cái địa chỉ mua hàng. Hoặc là người ta căn cứ vào cái địa chỉ internet đó, cái IP đó cái địa chỉ internet để biết rằng là mua ở đâu rồi sau đó người ta tính cái mức thuế đó thì người ta thu dùm thôi gọi là thu hộ đó à, thu hộ cho cho chính phủ Việt Nam mình thôi và cái đấy thật ra là người tiêu dùng cuối cùng vẫn là cái người phải trả thôi đấy thì à, thì đấy là cho nên là 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 cái này thì nếu mà nói là 85% thì mình cũng rất là muốn biết là vì sao mà có cái con số này À, một cái thông tin à, tiếp theo à, đối với cái tin trong nước đó là cái thông tin về các dự án cao tốc à, việt nam của mình thì hiện nay đang xúc tiến đây là một tín hiệu rất là tốt ha cái chuyện mà mình phát triển cái hệ thống hạ tầng đầu tư cái hệ thống cao tốc rất là đúng rất là rất là chính xác luôn à, để mà phát triển cái hạ tầng logistics rồi sau đó là mình giảm cái chi phí logistics à, tuy nhiên thì cái vấn đề đầu tư và khai thác lại là mỗi câu chuyện khác à, làm cái cao tốc là nó đúng đắn rồi nhưng mà làm với cái chi phí như thế nào Khai thác hiệu quả hay không Thì hiện nay thì Chẳng hạn thông tin sáng nay thì có cái dự án Dầu dây Tân Phú đó cũng là cái dự án cao tốc Dự toán là 8.365 tỷ đồng Trong đó thì cái chi phí xây dựng Là khoảng 5.000 tỷ Còn còn Cái chi phí mà giải phóng mặt bằng là 1.300 tỷ như vậy là Giải phóng mặt bằng đã chiếm khoảng 15% Cái chi phí giải phóng mặt bằng Ở Việt Nam mình khá là lớn ha Khá là lớn so với Nhiều cái nước khác à, có nhiều cái lý do đúng không Tại vì cái chuyện mà mình định định giá rồi có những cái chưa có được rõ ràng trong cái việc mà giải phóng mặt bằng này nọ à, cuối cùng cuối cùng là cái tông cái tổng thể thì nó đẩy cho cái giá dự án đó, nó tăng lên và cái dự án dầu dây Tân Phú này thì thực hiện vẫn là thực hiện theo cái cơ chế gọi là à, hợp tác công tư đó Ppp À, thì PPP thì ngày hôm trước nha à, đấy à, kinh tài radio có giải thích rồi trong cái cái hợp tác công tư khi mà chính phủ họ không có đủ cái nguồn lực tài chính thì họ sẽ kết hợp với lại bên tư nhân các tập đoàn bên ngoài để làm gọi là hợp tác công tư đó PPP thì trong cái PPP nó chia nhỏ ra nó có nhiều hình thức nữa ví dụ như làm là kiểu mà BOT rồi B rồi BOO hoặc là BT vân vân. Thì nói nôm nay là À, chính phủ cần tiền thiếu tiền thì cần à, tư nhân tham gia vô và tư nhân tham gia thì họ phải có cái lợi ích của họ thì họ phải được khai thác hoặc là đổi lại là họ phải được khai thác cái gì à, kiểu kiểu như vậy đó ví dụ như là à, nhà nước không có tiền làm đường nhà nước không có tiền đầu tư hệ thống chiếu sáng nhà nước không có à, tiền à, đầu tư một cái à, sân vận động hoặc một cái công trình phúc lợi nào đó đúng không thì cho tư nhân họ làm sau đó thì cho họ khai thác hay là một cách nào đó để mà uh, họ tạo ra cái cái lợi nhuận của họ để họ bù lại. Thì đấy là cái mà uh, cái chuyện mà PPP thì nó cũng rất là uh, hợp lý thôi, tuy nhiên thì cái cái nào nó cũng có hai mặt của vấn đề của nó hết á. Trong cái chuyện mà PPP, cái chuyện mà chọn ai làm PPP rồi <laughs> rồi cái cơ chế mà um, trả lại cái lợi ích cho PP đó cũng kinh lắm sau đằng sau đó cũng là tham nhũng uh, kinh lắm cho nên là phải có các cái chuyện mà giám sát rất là kỹ lưỡng kể cả ở nước ngoài thì những cái dự án ppp sau này bị khui ra vẫn có mà đấy, đấy là cái tình hình như vậy à, về thông tin quốc tế thì à, quá buồn ha ngày hôm qua giờ nói chung là ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật mà thị trường tài chính rất là buồn hơi chiều thứ sáu là thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm rồi sáng thứ hai này là thị trường châu á giảm giảm mạnh ha. một số thị trường giảm gần ba phần trăm Uh, riêng cái thị trường tiền mã hóa crypto thì bitcoin và và ethereum giảm khá mạnh <laughs> bitcoin thì uh, đấy có về lúc là về tới mức ở mốc là 25.000 rồi và cái khả năng là nếu mà về tới uh, dự, có, có nhiều khả năng là cũng có thể về đến uh, mức là 22.000 nhưng mà xuống dưới đó nữa thì uh, cá nhân của mình thì mình nghĩ là hơi khó tại vì có thể là các cái quỹ người ta cũng sẽ sẽ, sẽ phải ra tay thôi còn cái chuyện mà cái áp lực mà bán thì vì có trên thị trường mà À, có những người phải bị vì áp lực phải bán, tại vì ví dụ dùng đòn bẩy hoặc là ví dụ đến cái ngưỡng rủi ro họ phải thanh lý thì họ phải bán thôi và đương nhiên là bên mua thì lúc nào cũng có cái bên mua là muốn mua rẻ mà mua rẻ mà nó có cái vị thế thì nó sẽ ráng ép thị trường cho nên là khi mà thị trường mà giảm nó mình không chỉ nhìn cái giá đâu mà mình phải nhìn luôn cái cái khối lượng giao dịch cái volume là có bao nhiêu người sẵn lòng bán ở cái mức giá đó đó à, ví dụ như là cái giá nó giảm 10% mà thật ra À, giao dịch có một chút xíu rồi siêu rồi thì thật ra nhiều khi chỉ là cái người đó tự mua tự bán với nhau thôi còn cái người mà người ta đang nắm giữ đó người ta không có không có lung lay họ người ta không cần bán thì họ vẫn giữ thì dù cái giá trên thị trường nó có giảm đi nữa nhưng mà cái lượng tài sản họ nắm thì cũng cũng y chang như vậy thôi. Đấy cho nên là cái chuyện mà cái giá biến động lớn nó còn phải đi kèm với lại cái cái khối lượng giao dịch nữa cơ. Đấy À, một cái thông tin tiếp theo là đến từ à, Trung Quốc ha, mới đây thì đấy Trung Quốc bắt đầu à, phong tỏa lại một số cái địa phương rồi và cái à, biểu tượng kinh tế của Trung Quốc đó chính là cái thẩm quyến à, cái cái gọi là đặc khu kinh tế thẩm quyến à, Shenzhen đó thì nó là một cái nơi một cái đại công xưởng của thế giới thì thấy cái tình hình covid 2 năm vừa qua thì khá là khá là khó khăn cho các cái doanh nghiệp Trung Quốc ở đây À, có nhiều người là bắt đầu chuẩn bị rơi vào cái tình trạng phá sản luôn rồi và chính phủ Trung Quốc là phải cung cấp à, tín dụng rất là nhiều à, thì à, thì à, nói chung là à, thế giới đang phụ thuộc rất là nhiều vào vào Trung Quốc những cái năm vừa qua và sau cái Covid này thì mới mới thấy rằng là à, cái cái chuỗi cung ứng toàn cầu nếu mà mà tập trung nhiều quá ở một nơi thì cái rủi ro rất là cao đó cho nên là họ phải phân tán dần dần à, tuy nhiên thì không thể nào mà một sớm một chiều được nữa cái sự phụ thuộc vào Trung Quốc nó nó quá lớn rồi thì không thể nào mà thay đổi một sớm một chiều à, một cái nền kinh tế lớn mà phụ thuộc nhiều này nọ nó không có giống như các bạn điều khiển một con con tàu container lớn đó. một khi con chiếc xe thì mình thắng nó dừng lại được chứ còn một cái chiếc tàu thủy lớn mà các bạn thắng một phát thì đâu phải nó dừng được đâu nó phải có cái quán tính nó chạy rất là xa nữa à, thì đấy là cái cái sự so sánh để cho các bạn dễ hình dung À, về kinh tế châu á thì à, nhật bản thì đồng yên tiếp tục bị mất giá nhiều và có lẽ là đến lúc này thì chính phủ nhật bản bắt đầu cảm thấy nóng ruột rồi ha thì sáng ngày hôm nay thì phát ngôn viên của chính phủ nhật bản đã nói rằng là à, nếu mà cái đồng yên mà nó rơi mạnh nữa đó có thể trong thời ngắn tới thôi à, thì chính phủ nhật bản sẽ có những cái động thái à, à, phù hợp dùng cái từ gọi là respond appropriately nghĩa là À, cần thiết là sẽ có những cái giải pháp để mà hỗ trợ lại cái đồng đồng yên ha à, cũng như là cái sức mua của của người dân nhật bản à, một cái thông tin tiếp theo đó là ngày hôm nay rất là lạ ha có nghĩa là thị trường nhìn chung là đỏ hết luôn từ cổ phiếu cho đến trái phiếu cho đến vàng cho đến dầu luôn à thì đấy có cái khả năng là một số nhận định hiện nay là nói là có thể là một cái cơn sóng thần là có thể xảy ra trong cái quý 3 quý 3 của kinh tế thế giới này tại vì các cái dự báo thì khá là khá là khá là bi quan về tốc độ tăng trưởng giảm lại lạm phát thì chưa biết là nó có dừng lại chưa có nghĩa là lạm phát cao mà nó dừng lại thì cũng là tốt chỉ sợ là nó nó dừng xong rồi nó tăng lên tiếp nữa thì cái đó mới là cái 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 bất ổn lớn Còn nếu mà lạm phát nó tạm ngưng lại rồi nó giảm cái tốc độ của nó lại mặc dù nó đang vẫn là ở cao xong nó giảm giảm từ từ thì rất là rất là ổn À, chỉ sợ vậy thôi. À, tuy nhiên thì cũng còn một cái tín hiệu lạc quan đó chính là cái cái khả năng mà à, hỗ trợ nền kinh tế của các ngân hàng trung ương thì vẫn còn. À, đặc biệt là chẳng hạn như là nhật với trung quốc, à, thì, thì cái khả năng họ cũng có thể là là là, là vực dậy cho cái kinh tế thế giới được phần nào. À, cái chuyện mà khủng hoảng kinh tế thì nó sẽ còn phụ thuộc vô cái lượng cung tín dụng nữa. À, khi nào mà ở các nước luôn mà cùng một lúc mà các cái ngân hàng trung ương mà người ta thắt chặt cái tín dụng lại hết thì lúc đó là một cái tín hiệu rất là rõ ràng à, cho một cái suy thoái à, xảy ra. Đấy thì cái lượng cung tín dụng nó rất là quan trọng trong các cái nền kinh tế. Ok, đấy rồi bản tin kinh tài à, radio ngày thứ hai đầu tuần ngày 13 tháng 6 năm 2022 đến đây là kết thúc rồi ha. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha à, và trong tuần này á, cuối tuần bên tây này là cái ngày à, phết đẹp ha ngày của cha thì đấy hy à, hy vọng là các ông bố sẽ sẽ được nhận à, những cái món quà dễ thương trong tuần này nha cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin ngày mai. Mến chào các bạn.